Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta thì nói một cái câu chuyện rất là đơn giản thôi. Tôi có một cái vị trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, chị điện cho tôi, chị bảo rằng là cô Thu ơi, cái đại diện ủy quyền ở tòa là cái gì? Thì hỏi tới hỏi lui, hỏi xuôi hỏi ngược thì mới biết là như thế này. Chị có cho một chị bạn thân vay một cái số tiền mà chị này giờ chị không có trả tiền. Bây giờ là phải sử dụng cái biện pháp là khởi kiện ở tòa. Mà không lẽ bạn thân rồi cứ bình thường nói năng như thế này thế kia thế nọ, mà bây giờ mình kiện nhau ở tòa thì kỳ quá. Và thì tôi bảo rằng nếu như trong trường hợp chị sợ kỳ thì chị cứ nhờ một ai đó, hoặc là thậm chí nhờ luật sư. Thì hôm nay thông qua cái câu chuyện của chị này, tôi đưa cho quý vị và các bạn một số cái ví dụ cụ thể về việc ủy quyền tranh tụng tại tòa án. Thưa quý vị và các bạn, ủy quyền tranh tụng tại tòa án thì nó giống như bất cứ một cái ủy quyền nào đó. Ví dụ như bây giờ mình không có thể làm được cái việc sang tên đăng bộ thì mình ủy quyền cho dịch vụ nè. Còn nếu như trong trường hợp mình không có quản lý sử dụng một miếng đất thì mình cho người khác ủy quyền để mà họ giúp mình. Thì ủy quyền tranh tụng ở tòa án thì nó vẫn giống như vậy. Thì hôm nay thông qua cái câu chuyện này, tôi đưa cho quý vị và các bạn một số cái thông điệp để cho quý vị và các bạn nói rằng là cái người mà ủy quyền đó, họ vẫn còn nguyên vẹn cái giá trị và họ vẫn được quyền, nếu như trong trường hợp cái người mà được ủy quyền họ chỉ tham gia và đại diện. Tôi đưa cho quý vị và các bạn ba cái nội dung để quý vị và các bạn cảm thấy yên tâm rằng sau này nếu mình nhờ ai đó đi đại diện ủy quyền thì mình cảm thấy yên tâm, nhờ luật sư đi đại diện ủy quyền thì mình cảm thấy yên tâm. Trước khi mà đi vào vấn đề chính thì tôi sẽ nói cho quý vị và các bạn, nghề luật sư của chúng tôi thì có hai dạng. Nếu như trong trường hợp mà đi dân sự thì chúng tôi sẽ đi với tư cách là người đại diện ủy quyền. Đại diện ủy quyền của nguyên đơn, đại diện ủy quyền của bị đơn, đại diện ủy quyền của người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Đó. Cách thứ hai là chúng tôi đi với tư cách là luật sư. Luật sư bảo vệ cho nguyên đơn, luật sư bảo vệ cho bị đơn, luật sư của người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Thì tùy theo cái vai trò, tùy theo vị trí mà luật sư đi đại diện ủy quyền hay luật sư đi luật sư thì chúng ta sẽ có những cái trình bày cũng như những cái quan điểm. Luật sư đi ở giai đoạn tòa án, nếu ra một cái vụ kiện thì luật sư phải tranh luận, luật sư phải dẫn được cái điều quy định của pháp luật. Còn nếu như trong trường hợp luật sư đi đại diện ủy quyền thì không cần thiết luật sư đưa ra, có thể dẫn điều luật hay không dẫn điều luật đều được. Ba cái ví dụ mà hôm nay tôi muốn đưa cho quý vị và các bạn để cho quý vị và các bạn biết rằng trong trường hợp luật sư đi đại diện ủy quyền thì quý vị và các bạn được gì. Tôi giới thiệu trong trường hợp thứ nhất. Tôi tham gia đại diện ủy quyền trong một vụ kiện là nguyên đơn tranh chấp hợp đồng tặng cho quý vị và các bạn ạ. Nôm na cái câu chuyện nó là như thế này. Cái bà A, bà mới tặng cho con một cái quyền sử dụng đất. Và khi tặng cho con cái quyền sử dụng đất thì con bà đã không nuôi nấng bà và bỏ mặc bà, trong khi con bà mới bán cái tài sản này cho người khác. Thì bà cho rằng nó không đúng ý chí của bà. Mà các bạn biết rồi, bà cũng lớn tuổi rồi, thì bà bảo rằng là tôi không thể đi được, thôi vì luật sư đi đại diện cho tôi. Thì thế là luật sư đi đại diện cho bà, tham gia với tư cách là đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn trong cái vụ tranh chấp hủy hợp đồng tặng cho. Đại diện làm gì? Tham gia tòa, tham gia hòa giải. Và kết quả của một cái bản án là hồ sơ được hủy hợp đồng tặng cho. Thì cái người mà được trong cái hồ sơ này là cái bà khách hàng. Và bà đã liên hệ, được tòa án chấp nhận toàn bộ của nguyên đơn, và bà đã liên hệ với các cái cơ quan để tiến hành cái thủ tục theo cái bản án sang tên của bà.
Quý vị và các bạn biết không, luật sư trong giai đoạn này chỉ nhận cái phận phí, luật sư đưa ra những cái lập luận, những cái chứng cứ, nhưng cái người ủy quyền vẫn là người định đoạt. Thì trong toàn bộ cái giai đoạn này thì luật sư được tham gia kể từ khi nộp đơn cho đến khi bản án có hiệu lực pháp luật. Quý vị và các bạn ạ, thời hạn ủy quyền trong trường hợp này là kể từ khi nộp đơn cho đến khi bản án có hiệu lực pháp luật. Và cái kết quả là bà khách hàng của tôi bả được hủy cái giấy chứng nhận, hủy cái hợp đồng tặng cho, thì bả liên hệ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để sang tên qua cho bả. Dĩ nhiên thì luật sư đi giai đoạn là tòa thì luật sư phải báo giá bằng một số tiền. Cái trường hợp thứ hai tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn là một cái hợp đồng chuyển nhượng. Cũng vậy đó quý vị và các bạn, hai bên tranh chấp cái hợp đồng vay tiền. Tuy nhiên rằng là thực tế nó không phải là hợp đồng vay tiền mà là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Nguyên đơn còn ở nhà sờ sờ đó. Hai bên ngoài cái hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại phòng công chứng với giá chuyển nhượng là 600 triệu thì bên này còn cùng ngày, ví dụ như tôi lấy ngày 1 tháng 1 năm 2018 đi, thì bên này vẫn là giấy chứng nhận, giấy vay tiền ngày 1 tháng 1 năm 2018. Các bên đã thỏa thuận là vay tiền nhưng mà ký hợp đồng chuyển nhượng. Tuy nhiên cái bà khách hàng của tôi bà giàu quá, quý vị và các bạn ạ. Bà nói thôi thì tôi không lên tòa đâu, cô Thu giúp tôi với tư cách là nguyên đơn trong vụ kiện tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng giả cắt núp sau cái việc mà vay tiền. Và thưa quý vị và các bạn, thì trong cái quá trình đi tòa thì phía bên bị đơn cũng đã thừa nhận rằng cái việc vay tiền này là có thật. Và các bên thống nhất ở một cái con số là 750 triệu. Các bên hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, các bên hoàn trả lại cho nhau. Thì cái bà mà nguyên đơn mà ủy quyền cho luật sư, bà phải có nghĩa vụ trả lại cho phía bên bị đơn là 750 triệu. Đồng thời phía bên bị đơn ra đến phòng công chứng ký chuyển nhượng ngược lại. Tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn những trường hợp dễ nhất để quý vị và các bạn biết rằng cái người mà được ủy quyền họ chỉ làm một cái công việc kể từ khi có cái bản án, kể từ khi nộp đơn khởi kiện cho đến kết điểm kết thúc là bản án sơ thẩm. Kết thúc là quyết định công nhận sự thỏa thuận hoặc kết thúc là giai đoạn thi hành án. Và dĩ nhiên cái người ủy quyền là luật sư hoặc thậm chí là một cái người ủy quyền là ai đó thì họ toàn quyền định đoạt với cái phần này. Tôi sẽ đi vào vấn đề chính của cái chị khách hàng ngày hôm nay, đó là ủy quyền trong tranh chấp hợp đồng vay tiền, vay tài sản. Tôi đặt giả thiết là chị cho người bạn thân vay số tiền là 1 tỷ đồng. Thì khi cho vay thì các bên có thỏa thuận một số cái lãi suất nho nhỏ gì đó. Và cho tới thời điểm mà chị này chỉ alo cho luật sư thì cái chị kia chị vẫn chưa trả, vẫn còn nguyên số tiền là 1 tỷ. Thì chị đã đến bất kỳ một ai đó đủ 18 tuổi, đủ đầy đủ năng lực hành vi dân sự, có thể là luật sư đi cho chắc ăn, ủy quyền cho luật sư đi tham gia để đòi lại số tiền 1 tỷ này, thì luật sư sẽ báo giá bằng cái hợp đồng dịch vụ pháp lý. Bên cạnh là luật sư sẽ đi đại diện theo ủy quyền của chị ở giai đoạn sơ thẩm, từ khi nộp đơn cho đến khi tham gia tranh tụng ở tòa, hoặc tùy theo cái giai đoạn do các bên tự thỏa thuận. Tôi đặt giả thuyết ra tới tòa, tòa bảo rằng là mặc dù là chị kiện là số tiền là 1 tỷ 2 đó, nhưng mà bên bị đơn thừa nhận là đúng rồi tòa ơi, gốc là 1 tỷ, lãi suất là 200 triệu. Bị đơn, chị khởi kiện cái mục đích của chị là gốc là 1 tỷ, lãi suất cộng với thời gian là 200 triệu. Ra tòa bị đơn nói
Tôi với cái chị Nguyên Đơn là bạn bè thân lắm. Thôi giờ anh chị làm luật sư, anh chị nói lại với bên kia đi, cho tôi trả dần 1 tỷ trong thời hạn là 3 tháng. Alo lại phía bên hỏi cái người ủy quyền cho mình, chị ơi như vậy có được hay không? Phía bên bà bị đơn bà đồng ý là bây giờ 1 tỷ trả trong vòng 3 tháng. Cái người ủy quyền bảo rằng thôi được rồi. Thật ra thì tôi biết vì do hoàn cảnh gia đình, vì chúng tôi là bạn thân cho nên chúng tôi biết hiểu rõ về hoàn cảnh gia đình. Cho nên thôi thì bây giờ cứ theo cái ý của luật sư đi, là bây giờ sẽ có cái một cái phán quyết trong thời hạn 3 tháng trả số tiền 1 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn tất cả mọi người đều phải biết am hiểu những cái quy định của pháp luật. Dĩ nhiên có, đây là một cái mạng xã hội mà với khao khát, với mong muốn là cho đi. Tôi cũng có thể trong một chừng mực nào đó, cái việc mà múa tay, khua tay, múa chân gì không đồng ý tới một cá nhân nào đó. Thì thôi bây giờ chúng ta thỏa thuận như thế này. Nếu trong trường hợp chúng ta cảm thấy rằng cái thông điệp của chương trình Dân ta phải biết luật ta có lợi, mà chúng ta cần phải update, cần phải thêm cái thông tin, thì chúng ta hãy xem những video này. Còn nếu như trong trường hợp chúng ta cảm nhận rằng cái video của cái bà Thu này á, xem để tổ mất thời gian, thì chúng ta sẽ không xem, để tránh những trường hợp cái nhiệt huyết cá nhân của tôi sẽ bị tụt xuống, và như vậy thì rất là tội nghiệp cho những cái người mà đang cần muốn xem những cái thông tin, và đặc biệt là những thông tin rất là cơ bản của chương trình Dân ta phải biết luật ta. Tôi không có ý định rằng sẽ bài xích ai. Nếu như trong trường hợp quý vị và các bạn comment những cách tích cực, tôi sẽ giữ lại cái comment đó và xem nó như một cái động lực để phát triển. Còn nếu như trong trường hợp quý vị và các bạn cho tôi rằng là một cái comment không tích cực, thì tôi sẵn sàng sẽ xóa đi. Và quý vị và các bạn cũng không cần thiết phải xem những cái video, vì động cơ của tôi, vì mục đích của tôi là hoàn toàn vô vị lợi. Tôi không có ý định sẽ lên mặt dạy đời bất cứ một ai, và tôi cũng hoàn toàn không có ý định đưa ra những thông điệp để mà hại đến cái quyền và lợi ích của quý vị. Dĩ nhiên tôi hiểu rằng những comment đó không tích cực, nó nằm ở chỗ những cái khách hàng đối lập quyền và nghĩa vụ của tôi, và tôi hiểu như vậy. Và tôi tin rằng cái chương trình Dân ta phải biết luật ta sẽ nhân rộng. Cũng khoe quý vị và các bạn, cho đến thời điểm này thì mặc dù là tôi cố gắng nhưng đã có khoảng 2.000 lượt người đăng ký và xem video vào mỗi tối lúc 8 giờ. Tôi cố gắng không sử dụng những cái từ cực đoan, không sử dụng những cái chính trị, không sử dụng những cái tôn giáo vào trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, và chỉ thuần những cái gia đình và cuộc sống cá nhân của tôi, đồng thời với cái kiến thức mà tôi đã có được trong suốt hơn 10 năm hành nghề. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem.